Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Cuối và Trùng Figure, shop bán áo chính thức của chúng tôi. Như bạn có thể thấy, tôi đang mặc quần áo Perry đáng yêu phết. Trong suốt tháng 3 này thì Trùng Cuối đang có ưu đãi cực lớn, cụ thể là mua 2 tặng 1 trong cả tháng. Cùng với đó là Trùng Cuối đã bắt đầu nhận in áo theo yêu cầu. Các bạn có thể gửi mẫu cho chúng tôi qua Shopee hoặc Fanpage và chúng tôi sẽ in nó trong vòng nhanh nhất là 20 ngày. Và Trùng Cuối cũng như là Trùng Figure đã có mặt trên Facebook. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để theo dõi những thông báo về những ưu đãi mới của chúng tôi. Đây không phải là một câu chuyện tình yêu, mà là một câu chuyện về một chàng trai. Fuck it. Một chàng trai không biết mình làm gì sai. Và rồi cô gái của anh ta cứ thế rời xa, với lý do là I think we should stop seeing each other. Nhân tiện thì cô này tên là Summer, anh này tên là Tom, còn đây là Rachel, em gái của Tom. Tom gặp Summer vào một ngày mùa hạ tại nơi anh làm việc. Cô là trợ lý mới của ông sếp Carlson. Và với ánh mắt này, chúng ta biết được rằng Tom là một thằng sim. Summer Finn có chiều cao 1m65, nghĩa là trung bình. Nặng 54 cân, nghĩa là trung bình. Đi giày size 41, trung bình nốt. Điều này có nghĩa rằng Summer về cơ bản là một cô gái bình thường. Nhưng những thứ gắn liền với cô gái này thì lại thật bất thường. Hồi đại học, cô hát một bài hát và doanh thu bán đĩa của bài hát đó tăng phi mã. Cô làm việc ở một quán kem và doanh thu bán hàng tăng 212%. Bất cứ chung cư nào cô thuê đều rẻ hơn giá thị trường. Cô đi làm bằng xe bus, khách hàng đi bus đông hơn. Có cảm giác như mọi thứ đều xoay quanh cô gái bình thường này. Và Tom là một người may mắn. Đồng nghiệp kể cho Tom nghe rằng cô gái này phớt lờ mọi chàng trai đến gần mình, kể cả bố cô ấy, vì bố mẹ Summer ly thân từ khi cô còn nhỏ. Cậu có vẻ khoái cô gái mới đến quá nhỉ? Thật ra thì anh bạn phía dưới của tôi khoái hơn. Và hôm đó, trong thang máy, là lần đầu họ nói chuyện với nhau. Nhạc Trịnh à anh? Em thích Trịnh Thăng Bình. Xin lỗi, em nói gì cơ? Em nói em thích Trịnh Thăng Bình. Hôm qua em thấy, ôi người ơi, đang trong tay với cô nào đây? Những giây phút trong thang máy ngắn ngủi trôi qua. Vài ngày sau, trong một lễ đính hôn của đồng nghiệp, Tom và mùa hè lại gặp nhau. Hai người nói chuyện về nhiều thứ. Cô khen Tom là một người chữ đẹp khi nhìn thấy những lá thư mà anh viết và tự nhận mình là cô gái hậu môn, có nghĩa là sạch sẽ và ngăn nắp. Thật ra là bạn đại học của cô gọi cô như vậy. Anh chàng Tom với ước mơ trở thành kiến trúc sư ngồi vẽ một bức tranh phong cảnh có vẻ là view chỗ anh hay ngồi. Những ngày tiếp theo, Tom sống trong sự ảo tưởng rằng cả hai đều có cảm xúc với nhau. Anh stalk cô mùa hè và luôn tỏ ra rằng hai đứa đã có gì đó. Nhưng ngược lại với sự hứng thú có phần hơi creepy đó, nàng thơ của anh lại hờ hững như một chat girl. Cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Công ty có buổi party hát hò, hai người lại có cơ hội được đến gần nhau hơn. Xin lỗi close up, cô gái sau khi làm vài ly đã đến chuyên mục hát vài bài. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tình em hay trách móc tình nuông chiều. Sau khi ngấm tiểu, cuộc trò chuyện trở nên gần gũi và phóng khoáng hơn. Em có người yêu chưa? Tại sao lại phải bắt đầu một tình yêu khi biết nó sẽ kết thúc? Chúng ta không phải đang rất vui vẻ sao? Hãy giữ cho nhau những điều này là được rồi. Này Summer, bố mẹ em không hạnh phúc không có nghĩa là em cũng sẽ như vậy. Em không biết nữa, chỉ là kiểu tình cảm là một thứ quá rủi ro ấy. Em nói đúng, thà là không hy vọng đúng không? Và để em có một chút hy vọng, thì anh sẽ hát một bài. Hôm qua anh thấy, ôi người ơi, đang trong tay với cô nào đây? Cả ba, tính cả anh đồng nghiệp tóc xoăn, có vẻ như đã có một buổi tối rất vui vẻ. Anh thích tôi à? Không, ý tôi là ai có thể không thích cô chứ? Như một người bạn, FWB hay bất cứ cái tên quái gì cũng được. Và rồi, anh nhìn cô gái ra về trong sự bứt rứt trong lòng. Hai ngày sau, hai người lại gặp nhau trong phòng photocopy và cô gái nhỏ nhắn Summer bất ngờ. Sau đó, tỏ ra như không có gì xảy ra. Tiếp theo, Summer xuất hiện ngay trong nhà của Tom. Em có muốn ăn gì không? Yes, I'm stalking. No, I mean, I'm starving. Rồi hai người cứ thế đắm say trong câu chuyện không phải là tình yêu. Họ đi siêu thị cùng nhau và làm những điều ngốc nghếch. Hai người nằm trên chiếc giường ở siêu thị và nói những điều nhảm nhí. Anh này, anh đừng yêu em nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ yêu em. Và đêm hôm đó, hai người không yêu nhau đã quan hệ với nhau. Sáng hôm sau, anh chàng Tom lâng lâng trong niềm hạnh phúc trào dâng và anh nhảy trên đường như Peter Parker. Nhưng rồi, như mọi cặp đôi khác, họ bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn. Em thích Phí Phương Anh à? Chẳng ai thích Phí Phương Anh cả. Đấy chính là lý do em thích Phí Phương Anh đó. Summer dị hợm còn thuê một bộ phim heo để tối hôm đó hai người làm giống như vậy. Tom dẫn Summer đến nơi mà anh thích nhất, một chiếc ghế mà anh có thể nhìn được những tòa nhà. Sao anh lại thích ngồi đây? Tòa nhà kia xây dựng vào năm 1904, nghĩa là già hơn cả bố mẹ của chúng ta. Còn tòa nhà này
là tòa nhà chọc trời đầu tiên ở LA. Còn em là thứ khiến anh cười hơi nhiều thời gian gần đây. Và anh muốn mọi người chú ý hơn tới những thứ đẹp đẽ quanh đây. Bằng cách nào? Vậy là đã hơn 3 tháng, Summer cuối cùng cũng dẫn Tom về nhà của mình và nói những thứ đặn sâu trong tâm hồn cô. Nhưng có một điều mà Tom đang cố gắng giấu, đó là tình cảm trong anh dành cho Summer đang lớn dần. Anh thậm chí phải đi gặp Rachel, em gái mình, để xin lời khuyên. Một cô bé có vẻ còn có nhiều trải nghiệm về yêu đương hơn anh. Hôm đó, họ đi xem phim, trên xe ô tô, Tom hỏi, chúng ta là gì vậy? Là người Mỹ? Không, anh muốn hỏi là mối quan hệ này là gì vậy? Một mối quan hệ đồng giới chăng? Em là phụ nữ, còn anh thì giống phụ nữ. Ý em là em cũng không biết nữa, nó có thật sự quan trọng không? Em vui, và anh có vẻ cười cũng nhiều. Vậy nên, chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi. Gần 300 ngày trôi qua, hôm đó, tại một quán pub, Tom bắt đầu phàn nàn về nhiều thứ và không hài lòng về nhiều thứ. Một tên nức nhiều ethanol đến gần Summer và nói, mắt em xanh quá, anh mua cho em một ly biển xanh sâu thẳm nhá. Em tưởng đó là tên phim, thằng này là bồ em à. Xin chào, tôi là Tom, em thích một con mèo à, anh biết gì không? Em tuổi mèo và ít nhất một con mèo biết khi nào người ta không thích nó. Và một chàng trai hiền lành như Tom đã tặng hắn một quả đấm. Hai người về nhà và xảy ra cãi vã. Summer cảm thấy thật kỳ cục về việc Tom đánh người. Ừ thì hắn là tên khốn, nhưng Tom cũng không cần trở thành một tên khốn để trả thù. Anh không cần phải làm thế, chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Chúng ta hôn nhau, ôm nhau, tắm cùng nhau, giao phối với nhau đó. God damn it Summer. Anh đã hứa gì Tom? Em bị điên rồi, em thật sự điên rồi. Và đó là sự bắt đầu cho những đổ vỡ. Đêm đó hai người không ngủ được vì họ đã quen ngủ với nhau. Và rồi Summer đến nhà Tom trong cơn mưa rất to. Lẽ ra anh nên đấm mạnh hơn. Em xin lỗi Tom, chúng ta không biết được điều gì có thể xảy ra. Thay vì bực tức, sao không tận hưởng thời gian này nhỉ? Sau đó hai người lại vui vẻ với nhau, cùng làm với nhau những thứ họ từng làm. Cho đến khi Tom đi xem phim một mình, sếp của anh cảnh báo về thái độ làm việc sắc sống của Tom. Summer, thứ từng là động lực khiến anh thăng hoa trong công việc, giờ là lý do chính cho sự đi xuống và anh trở thành người thừa ở công ty. Và như mọi gã đàn ông khác, anh tìm người thay thế. Như một trái tim đang tan vỡ thì cần được nghỉ ngơi. Anh ngồi kể lể về Summer với một cô gái mới quen và nó thật kỳ cục. Anh thậm chí còn... Hôm qua em thấy... Ôi người ấy... Ngày thứ 402, anh vô tình một cách hữu ý gặp Summer trên một chuyến xe. Và có vẻ như lâu lắm rồi Tom mới lại được cười nhiều như vậy. Họ cùng đến dự một đám cưới và bầu trời như lại tươi sáng trong lòng Tom. Summer hẹn anh chàng tới một bữa tiệc rooftop tại nhà vào cuối tuần. Tom không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng trước một cơn bão lớn, trời lúc nào cũng trong xanh, thì ra đó là buổi gặp mặt thông báo rằng cô sắp kết hôn. Tom chạy ra khỏi ngôi nhà của Summer, nhưng thực ra là chạy trốn sự thật mà anh không thể chấp nhận. Đèn đường bỗng không còn đủ sáng nữa rồi. Tom làm điều mà ai cũng làm, nạp ethanol, rồi trở thành một thằng khốn với tất cả mọi người. Anh có nhìn thấy tấm thiệp này không? Tình yêu, phim ảnh, âm nhạc, hạnh phúc đều là dối trá hết. Tại sao chúng ta lại gieo rắc sự dối trá chỉ để bán được thiệp? Có ai đây tự hỏi rằng tại sao chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phải sống trong sự bất hạnh và đau khổ chưa? Và cuối cùng, Tom cũng đã từ bỏ công việc mà lẽ ra anh không nên làm. Anh dành nhiều thời gian hơn cho đam mê thật sự của mình, đó là vẽ. Trời hôm nay nắng nhỉ Tom, nhưng mai hoàn toàn có thể mưa. Anh biết rằng điều này sẽ đến, chỉ là không muốn chấp nhận nó. Tom cố gắng tìm một công việc mới đúng với đam mê, còn Summer lúc này thì đã kết hôn. Ngày thứ 488. Hey Tom, em cưới rồi à? Em cũng không tin điều đó nữa. Nói điều này có vẻ đau lòng, nhưng chỉ là không phải anh thôi Tom ạ. Anh đừng nghĩ quá nhiều nữa. Bộ phim kết thúc với Tom đã vượt qua được nỗi đau và thời tiết bắt đầu sang thu. Tôi là Châu Huệ Linh, đừng quên đăng ký cho The Reviewer và đừng quên yêu thương bản thân mình nữa nhé. Còn bây giờ thì see ya!